gia đình của Cam Thi cùng gia đình Thao đi đi pick up xe trên đường đi xa lối đó, mới đặt xe hôm bữa thứ sáu phải không? Bây giờ chưa đến một tuần nữa. Thứ 6 tuần trước không Thi? Bảy. Bữa là tuần vừa rồi là thứ bảy, hôm nay là thứ bảy là đúng một tuần á. Say hi, say hi con. Chào mọi người nghe. Còn cây si thì đây, cây si làm gì đây? Hôm nay thứ bảy nên cả gia đình đi chung, gia đình chị Thao đi chung, hai đứa mặc áo như là giống nhau. Hai đứa vui, giống như vui. Chị Thao mua ra tặng nè. Rồi đây là ông Quy đây. Hello. Trên đường đi pick up nè. Thấy sao? Excited. Worry at the same time. There's a lot of change. Yeah, very excited. Xe của Huy mà mình cũng excited. Tính cấp xe gì? Lắc thật mỹ ha. Rồi. Bây giờ là mình đang ở dealer Tesla dealer. Tesla dealer để pick up ha xe. Pick up. Đây gia đình chị Thao đây. Gia đình Thao đây, dealer. Wow, thế là lớn không? Wow. Tesla lớn hả? Đây quá trời hả? Ta đi. Để làm thủ tục và giấy tờ phải không? Nè mấy đứa nè. Sao nói gì? Mấy đứa nói gì? Hôm nay I'm so excited. Xe này màu trắng. Yes. Mình trọ chọn màu trắng. You have to ask thích màu trắng hả? It's ours. It's ours now. Xe này của gia đình Thi đây. Go. Xe này á thì mình khỏi lo đổ xăng. Từ nay về sau không phải đổ xăng nữa. Nên là tại chị Thao á cũng có một chiếc rồi giống cái này á. Model 3. Nhưng mà cái này á là Model Y 2020 mới ra. Xe này thì nó lớn hơn Model 3 ha. Cảm. Thấy xe Thao đi một năm rồi cũng tốt quá. Nên là Thi cũng muốn mua một chiếc. Mình phải check hết anh. Hello, hello. Ăn ra khôi khôi ăn gì đó. Ủa không có hả? 7 inch off the ground. Model 3 thì about 3.5 to 4 inches. Rồi tại sao anh chọn Model Y vậy anh? Model Y thì nó có room hơn, gia đình đi nó rộng rãi, bự. Giống như SUV. Giống như SUV vậy. Nên là em không thích lái xe thể thao. Cái update lên nữa phải không? Mới mốt review nha. Mốt review. Đúng rồi, phải mới trải nghiệm. Giờ mình chờ để lấy xe đây. Hả? Đúng là mình thắc. Mình nói qua bên đó luôn, nó sợ vậy thôi. Dạ. Ok. Mình phải check hết. Okay. Okay. All right. Okay. So we can take a look at the vehicle. Let's go. Rồi, xe đã tới nơi rồi. Look at the lights. So silent. So silent. Rồi, Model Y. Bây giờ mình phải check xe coi nó bị cái gì không, có bị hư hay là gì không, mình phải check kỹ. Okay, okay, thank you. Thôi là mình ra khỏi đây là nó không có chịu trách nhiệm không, nên mình phải làm nhìn kỹ từng chút. Cái bánh này lớn hả? Cái bánh này 20 hả? Xe bút diêm cũng tốt, vẫn còn keo dán này. Still got tape rồi. Chưa có check inside hả anh? Giờ check ở ngoài trước, mở mấy cái cửa ra chưa? Phải check kỹ nha. Mở mấy cửa
Anh mở mấy bốn cái cửa ra luôn anh. Yeah. Mở cái chân sau coi nó có đóng lại được không. Rồi mở cái dưới ra luôn anh. We can sleep in the back. Đúng rồi, cam mình cắm trại đây được á. Cắm trại luôn á, cái trần nó lớn lắm. Đóng lại được không anh? Bấm nút con. Ừ, đi thử bấm nút đây. Rồi nó bấm cái khớp không? Bấm lại không? Rồi coi nó thở không? Coi kỹ trước khi lấy xe về. Bấm nút xe ha, bên này ok. Đằng trước nó không có máy móc gì không? Xe điện khỏi than nhớt hay gì hết. Cũng được á. Phải check trong đó coi. Mở ra thử đi. Mở có gì trong đó. Like a valve gun. So this is the charge. This is the adapter. Charge. This is for the home. For the điện vô từ cái regular plug nhà, xe. Cái này là mình phải đi mua đi bắt cái điện giống như bữa em với anh Thiền. Mà mình gắn rồi. Mấy chỗ chạm mà không phải có Tesla. Giống như đi châu Âu đi phát đồ này kia đúng không? Cái này là cái Pondo khi mà kêu nó làm luôn anh phải chỉ hết Cái này giống như cái Pondo này nè. Cái xe này nó mở kỳ lắm, mình bấm gì đó. Started. No. Notice how Elon Musk put a dad pun. Karaoke. Bro. Where's Falcon? Nice. Huh? Oh, cool. If you go in your car, we can play. I know. Oh my gosh. Oh, chơi chung luôn nữa. No, bro. Wait, I'm scared. Am I allowed to turn the wheels? Are they cleaning the wheels? I'll do the power-ups. They're gone. Okay. You can't do that. Oh, yes. Uh-oh. I can't drive. Uh-oh. I don't know when it's respawning. Wait, what is it? Okay, I'll wait for it to charge. Move. Oh, okay. I see. I didn't know what it does. Anh nói cho cả nhà biết xe sao? Check inspect tốt không? Couple things. Huh? Okay. Này đâu? Check tốt chưa? So this is a Tesla key. We use that to drive, and also we can connect it to the cell phone. Cell phone. So the key we still have to keep in the wallet. Then in case something happens. Bỏ trong cái bóp rồi cái cell phone connect để cái mình đến mà cái cell phone đến là sẽ tự động nó mở mình vô mình đi. Cái này nó có cái gì đây? Technician đến để mà finish để connect cái phone. Có autopilot không? Cái này có autopilot nhưng mà không có fail full self drive. Mình không cần cái đó, mình sợ không có check cái
Rồi mới nhận chìa khóa của chiếc xe. Rồi giống đây chìa khóa của xe mới đây. Đó. Hai vợ chồng hai cái. Rồi cuối cùng cũng xong. Thi Huy đã lấy cái chiếc xe này, hoàn tất giấy tờ rồi giấy tờ. Check xe coi có bị gì không. Rồi cuối cùng là rồi, xong. Nó ghi rồi nó cái gì mà mình không hài lòng á thì nó sẽ tới thẳng nhà mình luôn và nó sửa hết. Rồi chúc mừng. Chúc mừng Thi Huy. Thank you. Rồi, ơi, sau khi 2 tiếng làm thủ tục giấy tờ, rồi bây giờ bắt đầu chạy xe về nhà, cũng tiếng máy nữa. Rồi, check xe cũng phải kỹ lắm. Còn bây giờ sau khi làm giấy tờ xong lấy xe, thì khi mà check cái xe thì nó có một số trục trặc, cái gáp, thành thử là phải có technician điều chỉnh. Thì mình có 7 ngày tới đến 10 ngày để cái cửa fix với lại chỉnh lại. Nếu mà mình không có happy thì mình có thể return cái xe. Thì bây giờ mình lái xe về enjoy, rồi mình tối nay mình sẽ make cái appointment để mà few technician come out, technician đến để mà sửa, để coi họ có khắc phục được những cái gap không. Thì bây giờ mình gia đình về đang enjoy, cảm ơn mọi người, nguyên cả phải mất cả gần 3 tiếng đồng hồ để mà mua cái xe, thành thế nhưng mà cuối cùng cũng xong, thành thử ra bây giờ đang lái về. Tại mua chiếc xe mà mình quá. Phải coi kỹ hơn. Mà cuối cùng cũng ok. Rồi. Thôi. Thì đi mami muốn nói gì nữa không? Thôi nói là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip video này. Xin chào tạm biệt. Bye. Kiss again.